Không thể phủ nhận rằng hình thức đầu tư đổi quốc tịch hay hộ chiếu vàng đem lại nguồn tiền không nhỏ, thậm chí là cứu cánh cho một số nước muốn vực dậy nền kinh tế. Hộ chiếu EU là thứ được săn đón vì chúng mang lại cho chủ sở hữu quyền đi lại, sinh sống và làm việc tự do ở tất cả 27 nước thành viên của Liên minh châu Âu, một quyền mà Ủy ban châu Âu EC nhấn mạnh cần phải được bảo vệ. Thế nhưng Tổ chức Hình sự Quốc tế Interpol cũng cảnh báo việc không đòi hỏi quá nhiều thủ tục phức tạp và chỉ cần bỏ ra một khoản tiền không quá khủng để có được thị thực ở một quốc gia khác đang tạo kẽ hở cho những kẻ tội phạm. Đây là một cuộc trao đổi về việc nhập quốc tịch vào Cộng hòa Sip theo chương trình đầu tư đổi quốc tịch của chính phủ, mà thực chất là một cuộc mặc cả. Bên mua là đại diện của một doanh nhân Trung Quốc có tiền án tiền sự do phóng viên của hãng tin Al Jazeera đóng giả. Một tấm hộ chiếu EU do Cộng hòa Sip cung cấp có giá 2,5 triệu euro. Số tiền này được chuyển qua đảo Sip dưới danh nghĩa tiền đầu tư. Bên bán là nhân vật khá nổi tiếng, Chủ tịch Quốc hội Demetris Siloris, nhân vật quyền lực cao thứ hai của Cộng hòa Sip, người đã làm nghị sĩ trong 28 năm qua và trở thành Chủ tịch Quốc hội từ năm 2011. Ông Siloris cam kết sẽ tạo điều kiện cho người này xin hộ chiếu. Cuộc nói chuyện bị quay lén, được công bố vào ngày 12 tháng 10 vừa qua và khiến dư luận dậy sóng. Ngày 15 tháng 10, ông Demetris Siloris từ chức, song tuyên bố mình không vi phạm pháp luật. Cộng hòa Sip sẽ dừng chương trình hộ chiếu vàng từ ngày 1 tháng 11 tới. Hiện cơ quan chức năng nước này đang phải rà soát lại toàn bộ 4.000 trường hợp thuộc diện được cấp hộ chiếu vàng từ trước tới nay. Ít người biết rằng Cộng hòa Sip đã từng bị vỡ nợ vào năm 2012-2013. Năm 2013, nợ công lên tới gần 25 tỷ euro, tương đương với 104% GDP. Do bức bách trả nợ, chính phủ Sip buộc phải triển khai chương trình đầu tư vào Sip hay đầu tư hộ chiếu. Kể từ khi gia nhập Liên minh châu Âu-EU năm 2004, hộ chiếu Sip với quyền đi lại tự do tới 174 quốc gia trở thành vật sở hữu đáng thèm muốn của nhiều người. Vì thế, chương trình đầu tư quốc tịch ngay lập tức thu hút 2.500 cá nhân từ 70 quốc gia trong thời gian chỉ có 2 năm, từ năm 2017 đến 2019, và mang lại cho quốc đảo này thu nhập khoảng 7 tỷ euro. So với khoản nợ gần 25 tỷ euro của năm 2013, mới thấy các tân công dân từ nước ngoài đã giúp mẫu quốc mới của họ thoát nợ như thế nào. Việc bán vốn tự có này sẽ vẫn suôn sẻ nếu như đảo Sip không liên tục sửa đổi luật nhập cư dễ dãi hơn đối với những người đầu tư quốc tịch, thậm chí là áp dụng những điều chưa từng có tiền lệ trong EU. Trong số những người đã cầm trong tay hộ chiếu vàng của Sip có hàng chục quan chức nước ngoài cấp cao và gia đình của họ. Mỗi cá nhân phải chi ra tối thiểu 2,5 triệu euro dưới danh nghĩa tiền đầu tư. Các nhà báo thực hiện cuộc điều tra đặt vấn đề, làm thế nào mà các quan chức chính phủ này có được số tiền khủng như vậy? Lẽ ra chính phủ Sip cần phải biết điều này. Các quy định kiểm tra lý lịch sơ sài hay người thực hiện đã cố tình làm sơ sài. Thu hút vốn đầu tư bằng cách đổi quốc tịch chỉ là một cách nói ngụy biện. Những chương trình kiểu như vậy thường có những rủi ro cố hữu về rửa tiền, tham nhũng và trốn thuế. Điều gì sẽ xảy ra khi ta cấp thị thực cho một người mà không biết nguồn gốc tài sản của họ? Vụ việc ở Sip và Malta vừa qua cho thấy hộ chiếu vàng đang bị lạm dụng và bị lợi dụng. Giống như Sip, Malta, một thành viên của Liên minh châu Âu, có sức hút mãnh liệt với giới nhà giàu của thế giới nhờ đặc quyền miễn visa tới 182 quốc gia và vùng lãnh thổ.
Quốc đảo nhỏ xinh đẹp có diện tích 316 km vuông này đã đưa ra chính sách đổi thị thực từ năm 2014 với mức đầu tư thấp, thủ tục dễ dàng, thời gian xử lý nhanh chóng trong vòng từ 4 đến 6 tháng. Các nhà đầu tư phải đóng 756.000 đô la cho Quỹ Phát triển Quốc gia, đầu tư 174.000 đô la vào cổ phiếu hoặc trái phiếu được chính phủ phê duyệt hoặc mua bất động sản tối thiểu là 407.000 đô la và cam kết cư trú ít nhất 5 năm. Nếu có người phụ thuộc cùng nhập cư như vợ hoặc chồng hay con dưới 18 tuổi thì sẽ phải đóng góp thêm. Bên cạnh đó còn là những gói ưu đãi lớn về thuế, thậm chí không cần phải khai thuế, không yêu cầu trình độ hay kinh nghiệm. Chính điều này đã khiến Malta cũng như một số quốc đảo Caribe khác như Dominica, Saint Kitts và Nevis, Antigua, Barbuda hay vùng lãnh thổ Anguilla thuộc Anh giờ trở thành thiên đường kinh doanh quốc tịch. Nhưng cũng không thể phủ nhận rằng chính sách này đã hỗ trợ rất lớn cho nền kinh tế của Malta. Trong thập kỷ trước, tăng trưởng kinh tế của Malta khá thấp, chỉ khoảng từ 2 đến 3% do phụ thuộc chủ yếu vào du lịch và thương mại với nước ngoài. Nền kinh tế Malta có công nghiệp và nông nghiệp không phát triển, dịch vụ chiếm hơn 70% tổng sản phẩm xã hội. Quốc đảo này chỉ sản xuất được khoảng 20% nhu cầu thực phẩm và thiếu nguồn nước ngọt. Chương trình nhà đầu tư cá nhân của Malta, tức đổi đầu tư lấy thị thực, được công bố từ năm 2013 với kỳ vọng sẽ thu được từ 200 đến 300 đơn xin gia nhập quốc tịch một năm, thu về khoảng 40 triệu đô la Mỹ. Nhưng thực tế, tổng tài sản thu được chiếm 12 đến 15% GDP cả nước, tương đương với 30 triệu euro ngay trong năm đầu tiên. Tăng trưởng kinh tế năm 2014 ở mức 3,5%, trong khi tỷ lệ thất nghiệp là 5,8%, thấp nhất châu Âu. Chương trình này đã thành công ngoài sức mong đợi của chính phủ Malta. Và cũng trong tháng trước, nhà chức trách Malta đã bắt giữ chánh văn phòng của cựu thủ tướng Joseph Mukas để điều tra việc bị cáo buộc có hành vi lại quả liên quan đến chương trình mua bán hộ chiếu vàng. Các cuộc điều tra đã phát hiện hàng chục hồ sơ xin quốc tịch theo chương trình này là các cá nhân đang bị khởi tố hoặc là tội phạm quốc tế hay thậm chí là đang thi hành án tù. Ít nhất 60 cá nhân nước ngoài đã được cấp hộ chiếu từ năm 2017 đến 2019 sẽ không có đủ tiêu chuẩn nếu chiều theo những quy định chặt chẽ mới hiện nay. Ngoài Cộng hòa Síp và Malta, hai nước thành viên EU khác là Bulgaria và Bồ Đào Nha cũng cung cấp chương trình đổi đầu tư lấy thị thực và 12 quyền định cư thương mại thông qua chương trình hộ chiếu vàng. Tính trên toàn châu Âu, có khoảng 20 quốc gia đã áp dụng chính sách tương tự. Song vài năm gần đây, các quốc đảo nhỏ ở Địa Trung Hải có sự bứt phá trong việc thực hiện chương trình này bởi mức giá thấp hơn nhiều so với các nước khác. Tuy nhiên, những bê bối gần đây tại Síp và Malta đã châm ngòi cho những tranh cãi gay gắt trong Liên minh châu Âu và cả trong nội bộ chính phủ nước sở tại. Hộ chiếu có phải là một thứ hàng hóa để bán? Tác động của các chương trình đầu tư quốc tịch không giới hạn ở quốc gia triển khai chúng. Nếu chỉ cần có tiền là có quốc tịch, thì chẳng lẽ chỉ những người giàu mới có quyền được di cư vào châu Âu, còn những người nghèo hơn thì sao? Một người không có đủ tiền để mua quốc tịch nhưng họ có tài năng hay có trình độ chuyên môn cao và họ trong sạch thì tôi nghĩ rằng họ cũng có cơ hội lắm chứ. Tôi muốn nói về chương trình nhập quốc tịch để thu hút nhân tài. Theo ước tính của Hiệp hội các tổ chức biên giới Bordepol, khoảng 1% khách hàng được cấp hộ chiếu vàng là tội phạm rửa tiền hoặc chạy trốn khỏi án phạt. Chỉ là 1%, nhưng rõ ràng việc mua bán thị thực hợp pháp và đơn giản vẫn được xem là cửa sau rất rộng mở cho tội phạm và khủng bố lợi dụng. Liên minh châu Âu hiện đã bắt đầu tiến hành các thủ tục pháp lý đối với các chương trình của quốc đảo Síp và Malta cấp hộ chiếu vàng cho nhà đầu tư sau những chỉ trích hình thức này đang bị tội phạm lạm dụng. Nghiêm trọng hơn, Ủy ban châu Âu EC cảnh báo hành động của Síp và Malta đang làm suy yếu quyền công dân EU. Cộng hòa Síp, Malta hay bất kỳ quốc gia nào trong Liên minh châu Âu đều có quyền bán quốc tịch, song cần phải tính đến các quy định về bảo đảm lợi ích cũng như an ninh trong EU, cho phép nhà đầu tư ngoài khối mua quốc tịch mà không kèm theo các ràng buộc chặt chẽ với toàn khối là vi phạm nguyên tắc chung. Ủy ban châu Âu sẽ tiếp tục làm việc với Cộng hòa Síp và Malta để đảm bảo tính thượng tôn pháp luật trong khu vực. Quốc đảo Saint Kitts và Nevis là nơi tiên phong cho ngành kinh doanh quốc tịch từ cách đây hơn một thập kỷ. Sau khi bị châu Âu cắt bỏ trợ cấp, ngành mía đường của nước này lao đao, kéo theo sự tụt dốc của nền kinh tế. Dòng vốn mà chương trình công dân kinh tế đóng góp cho khu vực công đã tăng trưởng gần 25% trong năm 2013.
Kể từ đó đến nay, Saint Kitts và Nevis đã bán hơn 10.000 hộ chiếu với giá 250.000 đô la mỗi suất, một số tiền khá lớn so với quốc đảo có dân số chỉ vỏn vẹn 55.000 người và GDP là 1 tỷ đô la Mỹ. Nhưng trước nhiều lời chỉ trích về việc lạm dụng chương trình hộ chiếu vàng, Saint Kitts và Nevis đã vội vã thu hồi hàng nghìn cuốn hộ chiếu và phát hành những cuốn mới có đầy đủ thông số chi tiết hơn về chủ nhân của chúng, đồng thời thuê một công ty quản trị rủi ro quốc tế để kiểm toán chương trình công dân kinh tế của mình. Chúng tôi không có quyền cấm chính sách cấp quốc tịch của bất kỳ quốc gia nào, nhưng chúng tôi có thể đưa ra yêu cầu khắt khe với các quốc gia thành viên, bởi họ đang cấp quốc tịch cho toàn bộ châu Âu. Quan trọng là chúng tôi muốn từ đây về sau sẽ không có quốc gia EU nào triển khai các chương trình cuối cùng dẫn tới kết quả là bán quyền công dân EU. Ông Christian Kalin, chủ tịch của Henley & Partner, một trong những công ty lớn nhất thế giới trong thị trường buôn bán quốc tịch trị giá 25 tỷ đô la mỗi năm, cho biết hơn phân nửa số quốc gia trên thế giới hiện có các chương trình đầu tư thông qua bán quốc tịch bằng cách này hay cách khác. Quan niệm quyền công dân gắn với nơi chôn rau cắt rốn có lẽ giờ đã thay đổi. Vấn đề là ở chỗ lạm dụng việc biến quyền công dân thành hàng hóa, tức là tạo kẽ hở để một số người mua quốc tịch trốn tránh trách nhiệm giải trình từ quốc gia gốc của họ mới là điều đáng lên án.